giờ má đi vô nay mình kiếm cái nhánh tầm dông nào mà nó cây đu đọt nó bự bự á, để chẻ ra để mình cặp vô mình nướng ớt á. Kiếm cái nhánh nào bự bự thì mới mới cặp được. Đây, có cái nhánh này bự bự rồi đây. Chặt cái nhánh nhỏ này trước đi. Cái nãy đi quên lượm cái chét, cái chặt nó dễ hơn cái dao phay này. Dao phay này chặt nó không bằng cái chét, cái cát nó cục quá. Rồi, được một nhánh. Rồi, được hai nhánh rồi. Hai nhánh này vô là mình cặp vô mình nướng. Giờ bắt đầu má rửa ớt này để mình nướng. Bỏ muối vô nè, mình rửa ớt là rửa ớt có muối mình để ít ít nước thôi. Ớt này á mình mua là người ta lọc da cho mình. Người ta lọc da cho mình hết từ cái về cái người ta mổ bụng ra luôn. Mình về mình rửa, mình gỡ trong này cái như phổi đồ á. Mình gỡ nó ra, mình nấu ăn, mình gỡ nó ra, mình bỏ. Bắt đầu cây này bây giờ mình canh ra để mình nướng ớt nè. Mình xả ớt. Cái đầu trên này mình chẻ mình hơi sặc xéo một chút. Xéo một chút như vậy cái mình dễ chặt một chút, mình chẻ lên cái mình gấp con ớt vô mình nướng. Rồi, xéo nè. Rồi. Đó. Đây nè. Rồi, xong. Cái mình chẻ luôn đi cái lại mình rửa sơ nó cái mình vô mình ốp ớt đó mình bỏ vô. Chẻ đây nè, chẻ nó mình chừa lại khoảng dưới đầu chút nữa mình cột đầu trên thôi. Rồi, 5 cây. Rồi 5 cây xong rồi nè, bắt đầu lại nó rửa nha. Rồi rửa nó cái mình vô mình ốp. Rồi bắt đầu nè, ớt sạch rồi nè, bắt đầu nó bỏ qua thau để mình làm mình ốp nó nè. Rồi xong rồi nè, bỏ ớt nó xong rồi để đây một cái đi nè. Tỏi băm nè, mình cho tỏi băm nó vô trong này 2 muỗng đi. 2 muỗng tỏi băm. Đó. Hành tím nè, cho nó cũng vô 2 muỗng hành tím. Cũng bỏ vô cho nó 2 muỗng ớt luôn. Hạt nêm mình cho nó vô muỗng hạt nêm, nửa muỗng bột ngọt. À, sa tế nè, mình bỏ nó vô đây. Để mình bỏ vô cho nó trộn lên cho nó đẹp không. Cái sa tế trộn lên cái mình nướng chút có cái màu nó đẹp nữa. Nó thơm nữa. Đó, lên cái màu này đẹp rồi bắt đầu nó cái mình cho nó xiên cho nó vô trong cái cây xiên luôn. Còn đó một chút nữa mình tha lên. Giờ bác đi ra đây trời mát mát rồi ra ngoài này để mình nướng ớt. Nó ra ngoài cái bờ dừa nè, đó ra ngoài này nè.
Dì Nam ơi. Dì Nam. Thịnh hả? Dạ con nè. Ủa con mới vừa tới thôi đâu ạ? À? Con ở nhà xuống. Nhà xuống luôn hả? Ui, dạ. Nay Nam làm gì á? Nay dì Nam muốn làm thử cái món ếch. Con ếch. Món ếch nướng ha. Wow. Mà dì Nam chẻ cái cây tầm dông này, dì Nam cặp ra nướng mà sao thấy nó quay quay riết à? Dì Nam cho con quay với dì Nam. Quay quay nè. Dạ. Lấy cái ấy nè, nè ấy xay qua bên này nè, trở trở quay quay nó phụ Nam coi. Cái này nướng khoảng bao lâu vậy dì Nam? Nếu mà than ngon chắc mình nướng cỡ 30 phút ạ. À. 30 phút mà. Này đùi bự dữ vậy Nam. Ờ, ếch đùi, đùi như đùi ếch. Dì Nam biết đùi Ronaldo không dì Nam? Ronaldo hả? Giống như. Như mấy cái người mà thể hình đồ ha. Cầu thủ đá banh gì Nam? Gồng đồ lên á. Vườn nè, có sông nữa nè. Giờ ngồi đây nướng là hết bài luôn gì Nam. Đã. Mỗi lần qua nhà Nam giống như là đi picnic vậy đó. Vậy hả? Năm năm rồi xong rồi nè Thịnh ơi. Nó vàng coi nó đẹp quá. Thôi cái này để đây nóng quá Thịnh ơi, nóng quá vì Nam lụm ở trong này nguội nguội ha Thịnh ha. Vì cháu mình nướng khéo cái dây cột mà không cháy luôn ha, mình cột cái dây lát luôn mà không cháy luôn nè. Giờ đó con lụm coi con đó nha, vì Nam làm con này nha. Thổi ha Thịnh ha, thổi xong hết rồi. Thơm quá ha. Ngon quá. Ngon lắm Thịnh, nói không là nghe thấy thèm rồi đó. Ôi. Cái da nó thơm phức rồi chị Nam. Đó, trời ơi đã quá ha. Thấy nướng bó bó. Da nó nổ bùng bốc luôn nè chị Nam. Nó mà nướng cái món nướng là mình thấy là nó hấp dẫn lắm. Nè, chị Nam nặng chanh vô. Nặng chanh vô. Đó. Nó chua chua nè. Đó, chấm thêm muối ớt vô nữa. Rồi, mình để đây đi, mình để đây mình gửi mấy con ngủ ngủi ăn Thịnh ơi. Trước cái đùi nhỏ đi. Thử coi sao. Để con ăn không trước coi. Có thêm miếng muối nó chua chua đồ vô nó ngon. Ăn không thì nó ngọt cái mùi cái vị của ếch tự nhiên của nó ha. Ăn không nó ngọt. Nó ngọt cái tự nhiên á. Mà nó dai lắm gì Nam. Nó dai nó chắc nữa. Đó, nặng miếng chanh vô thôi nè. Đó, cuốn vô một cái đi. Lấy miếng thịt ếch nè, cuốn là mình chấm với miếng muối đó mình ăn cái à. Có rau vô mình ăn nó cũng ngon, nó đỡ ngán nữa. Trời ơi. Hết sảy gì nữa. Hết sảy con mà bảy luôn ha. Ngon quá ha. Ếch nướng nó chắc thịt mà nó thơm, nó ngon quá ha. Ngon quá. Trời ơi rồi. Thôi ở Thịnh, hôm nay nè, hôm nay nè, dì Nam làm cái món ếch nướng vậy nè. Con ăn thấy sao Thịnh? Trời ơi, hết sảy dì Nam ơi. Vậy hả? Trời ơi. Bữa nay dì Nam biết là ếch mình thì xào lăn đồ rồi mà không thấy nó ăn cũng ngon không bằng mà cái nướng ha. Cái nướng này là ăn thiệt là ngon tuyệt vời luôn ha dạ, Thịnh ha. Đúng rồi. Đó. Trời ơi. Ngon quên mất đường về luôn dì Nam. Vậy hả? Trời ơi, vậy là được rồi.